con này béo thế, ôi con này mặt nhiều mụn thế, hay là ôi con này mặc đồ nhìn kỳ cục thế. Bạn ấy đã bị các bạn nam cùng lớp đổ nước sôi vào vùng kín của bạn ấy và bạn đã phải đi cấp cứu. Cô lập những cái bạn mà nổi tiếng hay là kiểu nhà giàu thì thường cái chơi theo hội nhóm, mà thường cô lập các bạn khác trong lớp. 20 năm từ lúc mình sinh ra giờ chưa một cái ngày nào mình cảm thấy là mình không phải đối diện với những cái lời lẽ kỳ thị, những cái lời lẽ bạo lực, cái hành động bạo lực. Những ánh mắt kỳ thị, những câu nói mỉa mai, xúc phạm về giới tính, chịu bạo lực về cả thể xác và tinh thần là những điều mà bạn Phạm Gia Linh phải hứng chịu suốt 20 năm qua. Đến thời điểm hiện tại, Linh vẫn không thể quên được những ký ức ám ảnh, kinh hoàng khi bị bạo lực học đường. Và một cái buổi chiều hôm đấy mình đi vệ sinh, mình đã bị các bạn đổ một xô nước bẩn lên người và mình đã phải lên lớp học trong cái tình trạng bạn ướt đẫm như vậy. Cái thời điểm đấy, cái quá khứ đấy là mình không có một ai để chia sẻ hết, mình cũng không có một người bạn nào để nói chuyện cả, nên là cái thời điểm đấy là một cái thời điểm mà kinh hoàng cuộc đời mình. 20 năm từ lúc mình sinh ra giờ chưa một cái ngày nào mình cảm thấy là mình thực sự là không phải đối diện với những cái đó. Tức là mình vẫn có những người đồng hành này, có những người bạn đối với mình, có những người giúp đỡ mình. Tuy nhiên thì những cái lời lẽ kỳ thị, những cái lời lẽ bạo lực, cái hành động bạo lực nó vẫn xảy ra với mình. Và mình rất là muốn hiện tại, đặc biệt là các bạn trẻ, nâng cao được cái ý thức là bảo vệ bản thân này, nâng cao bản thân này, cũng như là biết tôn trọng người khác, biết quý trọng cái giá trị của người khác. Tại vì mỗi người một là một cái bản thể, mỗi một người là một cái giá trị khác nhau, không ai giống nhau cả. Vậy nên là không có lý do gì để mình xúc phạm hay là mình xâm phạm đến một cái quyền của ai cả, một cái danh dự của ai cả. Không chỉ bạn Phạm Gia Linh, nhiều người cũng đang trở thành nạn nhân của bạo lực học đường khi hàng ngày phải hứng chịu những lời nói cay nghiệt, hành động xúc phạm, bôi nhọ, sỉ nhục, tẩy chay từ bạn bè. Đôi khi người ta cứ nói những cái lời nó rất là xúc phạm, mang tính xúc phạm hay là kiểu rất là xấu tính mà nhiều khi người ta không nhận ra ấy. Miệt thị về ngoại hình của mình nè, béo thế này kia, lùn thế các thứ, xong rồi nói chung là rất nhiều những cái lời mà nó gần như thế. Với cấp 2 thì mình cũng đã ở trong lớp mình, ngay trong lớp mình cũng đã xảy ra cái tình trạng gọi là kiểu cô lập ấy. Những cái bạn mà nổi tiếng hay là kiểu nhà giàu thì thường cái chơi theo hội nhóm và thường là cô lập các bạn khác trong lớp. Ôi con này béo thế, ôi con này mặt nhiều mụn thế, hay là ôi con này mặc đồ nhìn kỳ cục thế, rất là khó chịu. Mình sẽ rất là buồn và mình sẽ không hiểu tại sao lại các bạn lại nói mình như thế. Sao lại không thể dùng những cái ánh mắt dịu dàng hơn hay là những cái lời nó nhẹ nhàng hơn để góp ý cho mình khi mà mình chưa tốt. Những vụ việc trên chính là hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nếu không có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn, giải quyết triệt để thì tình trạng bạo lực sẽ tiếp tục tái diễn và an toàn tính mạng của học sinh sẽ tiếp tục bị đe dọa.